sáng xin chào tất cả các anh em nhé. Thì hôm nay tôi lại đến với một cái cây sung này. Cái cây này thì nó thế này anh em này, nó nằm trong dãy bà con đấy, thì bà con làm cỏ thì họ lấy cơ lốc họ cắt đi anh em ạ. Cắt đi thì may sao nó còn cái bên này, thì nó tôi đào nó về thì cũng trồng nó được cũng được. Tôi cũng chả nhớ cái cây này trồng từ khi nào anh em, nhưng mà nó chỉ được khoảng 7-8 tháng rồi anh em. Những cái cành này bây giờ nó già, nó rụng hết lá rồi. Hôm nay mang cái này ra thì thứ nhất là đục cái vết cắt này anh em. Vết này cắt khá nè, hỏng hết cái chỗ này, với cả thu lại cành anh em ạ. Thu lại cành để nó bật mầm mới để mình tạo tác sau, tạo những cái cây mà bị bà con vứt đi nó rất khó luôn anh em, tạo lâu được mới thành cây được. Cây đẹp thì rất dễ, những cái cây thế này mà đây là tôi định hình rồi đấy anh em ạ, chứ còn nếu mà mình không thì cành nó ra là ngoằng lắm, nó ra những cái cành mình phải phế hết đi, nuôi những cái cành chốt này. Nuôi những cái cành chốt thế này. Trước tiên tôi đục cái vết này thì chắc tôi tua nhanh anh em ạ. Cái đục cái vết này nó lâu lắm, quay thời gian cái thời lượng video nó, cái điện thoại này nó không đủ được. Tua cho nó ngắn đi.